Xin chào, hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái loa nghe nhạc và có thể hát karaoke được nha. Đây là loa của hãng là Kinjo. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp các bạn cùng xem nha. Thì bên trong hộp nó sẽ gồm có thứ nhất là cái phiếu bảo hành, thứ hai là cái sticker nha. Mình sẽ bỏ qua một bên. Và bên trong cái loa nó sẽ được đóng gói như thế này. Đương nhiên cái loa này mình đã mở hộp trước đó để sử dụng, thì hôm nay mình mới review cho các bạn xem ha. Ngoài cái loa ra thì nó sẽ có hai cái micro như thế này nha. Hai cái micro giống nhau luôn. Đây. Và đây là cái cổng kết nối. Cổng sạc USB-C. Một cái sợi cáp hai đầu jack 3.5 để kết nối âm thanh. Rồi, phụ kiện như vậy là hết nha. Bây giờ thì mình sẽ soi kỹ xem cái loa của mình nó sẽ thiết kế như thế nào nha. Thì tổng thể thì nó sẽ có thiết kế là bằng nhựa. Cái viền màng lo thì nó làm bằng, mình gõ thì mình thấy nó giống như là kim loại bằng thiết hay bằng nhôm gì đó. Rồi, phía trên là một cái dãy gồm có các phím chức năng của lo nha. Ở phía sau thì nó sẽ có các cổng kết nối nè. Mình có thể kết nối chơi nhạc qua Bluetooth hoặc là cổng USB, thẻ nhớ và cái cổng AUX jack 3.5 nha. Đây là cái cổng USB-C để mình sạc cho cái lo này. Phía trước thì nó có cái biểu tượng hiệu Kinjo nha. Còn phía bên dưới của cái lo thì nó sẽ có thông số của cái lo này, hiệu là C10 nè. Nguồn sạc vào 5V 2A và dung lượng pin của cái lo là 2000mAh nha. Mình cầm cái lo này thì thấy khá là chắc tay. Trọng lượng của nó thì nó không có ghi nhưng mà mình nghĩ là nó cũng tầm hơn nửa ký nha. Rồi mình sẽ xem qua cái phím chức năng của cái lo này. Phía trên thì nó có một cái quai sách như thế này. Cái này nó làm bằng cao su nha. Nó không phải bằng da đâu, cái màu da thôi nhưng mà nó là cao su. Từ phía trong này nó có một cái bốn cái đèn. Cái này nó báo tình trạng pin của cái lo nha. Đây là nút nguồn nè. Nút tăng giảm âm lượng. Kim là nút mà nét bài hoặc là trở lại bài trước. Và đây là cái nút đèn. Đèn trang trí xung quanh viền này nó có những cái đèn nha. Và có nhiều cái chế độ đèn khác nhau. Cái nút để bật kết nối Bluetooth nè. Và đây là cái nút chuyển chế độ. Cái nút chuyển chế độ này thì dùng để chuyển cái nguồn mà mình phát nhạc. Ví dụ là mình đang phát Bluetooth thì mình có thể bấm cái nút này để chuyển qua các cổng như là USB hay là thẻ nhớ hoặc là cái cổng AUX jack 3.5 nha. Về phần hai cái micro thì nó có thiết kế giống như nhau luôn nha. Ở phía dưới thì nó có một cái cổng sạc USB-C dùng để sạc pin cho micro nè. Một cái nút nguồn, một cái đèn báo và một cái công tắc gạt để bật mở cái micro nha. Với cái lo này thì mình có thể sử dụng để nghe nhạc hoặc là mình giải trí hát karaoke cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ bật cái lo lên và test cho các bạn xem. Thì mình sẽ bấm giữ nút nguồn ở đây. Đó. Nó sẽ báo tín hiệu như thế nha. Các bạn nhìn kỹ ở đây thì cái bốn cái đèn này nó báo tình trạng pin của cái lo nè. Thì với cái chế độ đèn này thì khi mà mình bấm cái nút có cái hình mặt trời nè thì nó sẽ thay đổi cái chế độ đèn nha. Nó có nhiều cái chế độ đèn. Đây là cái chế độ chạy lòng vòng nè. Thì mỗi lần mình ấn một cái thì nó sẽ thay đổi cái chế độ. Đó, cái này là màu đơn sắc nè. Nó rất là nhiều cái chế độ đèn nha. Đó, chạy qua chạy lại nè. Và nếu không thích thì mình có thể tắt nó nha. Rồi, về phần kết nối Bluetooth cho cái lo này thì nó cũng như những cái thiết bị kết nối bình thường thôi. Mình cứ bật Bluetooth lên và mình chọn kết nối nha. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn với cái iPad của mình rồi. Thì các bạn tìm đến cái thiết bị có tên là Zhun C10 nha. Nó báo đã kết nối đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử mở một cái bài nhạc để cho các bạn test âm thanh coi nó như thế nào nha. Tell me what's wrong and why you never said you
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Đây, mình vừa test qua một vài bài nhạc thì các bạn có cảm nhận được âm thanh từ cái loa này không? Với cái loa này thì một cái điều mình rất là ưng, khi mà mình mở mắt âm lượng thì cái loa nó không bị rè nha. Cái loa này thì mình đã test sử dụng được khoảng 2-3 tuần rồi và mình có nhận xét như sau. Về cái thời gian sạc pin á, thì khi mà mình xài cạn cái loa này và mình sạc lại đầy cho nó thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ nha. Còn đối với micro thì mình sạc khoảng 1 tiếng là nó đầy thôi. Và nhà sản xuất họ cũng tính hết rồi, khi mà cái lo nó hết pin thì gần như là cái micro nó cũng hết pin luôn. Cho nên là hai cái này mình sẽ hết cùng một lúc và sạc cùng một lúc nha. Còn thời gian sử dụng của cái lo này thì sao? Thì theo niêm yết của nhà sản xuất á, cái lo này có thể chơi nhạc được khoảng 7 tiếng với cái mức âm lượng bình thường nha. Và mình đã test thử là mình bật full đèn và mình mở mắt âm lượng và mình karaoke suốt luôn thì cái lo này nó trụ được khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nha. Đó là cái trải nghiệm về mắt âm lượng. Và nếu như các bạn mà nghe âm lượng nhỏ hơn thì các bạn có thể ước lượng ra cái thời gian của cái lo này. Nói chung về thời gian sử dụng pin thì mình thấy là hơn 3 tiếng thì nó cũng đủ đáp ứng nhu cầu của mình rồi. Chất lượng âm thanh khi mà mình dùng cái lo này để nghe nhạc thì mình thấy khá là ổn. Còn đối với tính năng karaoke thì sao? Thì theo mình thấy như thế này, cái micro này khi mà mình hát á, thì nó có vẻ là nó hút cái tiếng của mình nó hơi ít. Có nghĩa là mình phải dùng cái lực hát của mình khá là nhiều. Nó không được như cái micro ở trong quán karaoke đâu nha. Mình phải để cái miệng mình sát vào cái micro thì mình hát thì nó mới hút được cái tiếng của mình. Đó là cái khuyết điểm của cái lo này. Nhưng mà dù sao đây là một cái lo giá rẻ cho nên là mình phải chấp nhận thôi. Như vậy thì cái bộ lo karaoke này nó sẽ phù hợp cho ai? Thứ nhất là gia đình mà có trẻ em nhá, mua cái này cho mấy em hát karaoke là mê tuyệt luôn nha. Nhà mình có hai thằng cu và khi mà mua về thì nó cứ kêu mình là mở karaoke cho nó hát suốt luôn. Nó mạnh dạn lắm. Thứ hai là mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho những cái bạn như là sinh viên hay là các bạn ở trong một cái không gian nhỏ như là ở nhà trọ. Thì mình có thể dùng cái lo này mình nghe nhạc hoặc là lâu lâu giải trí thì mình có thể mời bạn bè hát karaoke mà không muốn làm phiền những người xung quanh á. Thì mình có thể sử dụng cái bộ lo này để giải trí, mình thấy khá là phù hợp nha. Cái âm thanh của nó không quá lớn, không quá làm phiền những người xung quanh, nhưng mà nó cũng không phải là nó quá nhỏ, nó cũng vừa đủ để cho mình chơi giải trí mà không cần ra quán karaoke, nó tiết kiệm được nhiều chi phí nha. Và với cái tầm giá chỉ có vài trăm nghìn thì mình thấy cái bộ lo này nó cũng khá là ổn, vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể để giải trí karaoke thì khá là hay. Và đường link mua sản phẩm thì mình sẽ để ở phần mô tả video nha, các bạn nào cần thì hãy click vào tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video review của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.